Chương trình radio Cà Phê Sáng chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Cân bằng cuộc sống cách nào? Tác giả: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Cuộc sống bây giờ rất lạ. Hồi xưa còn có ngày và đêm, còn có làm việc 8 tiếng ở cơ quan, sở làm, còn lại là thì giờ của mình để tùy nghi. Xưa hơn nữa, thời con trâu đi trước, cái cày theo sau, thì người trai cày dậy sớm, ăn no, rồi vác cày dẫn trâu ra ruộng. Hết buổi cày, phe phẩy cái quạt mo quay về, hoặc ngủ thẳng cẳng dưới bóng mát cây đa. Bây giờ thì hết, không thể vậy nữa. Điện thoại thông minh sẵn sàng réo gọi bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, không có sáng, trưa, chiều, tối gì cả, không có nghỉ hè, nghỉ lễ gì cả. Thế giới trong lòng tay, tin thật, tin giả, hầm bà lằng. Đó là thời kỳ siêu hiện đại, khi đã có smartphone, cái laptop ở bên cạnh. Đêm là ngày, quán cà phê, quán nhậu là chỗ làm việc, bãi biển là văn phòng. Thế là đầu tắt mặt tối, thế là đỏ mặt tía tai, thế là bầm gan tím ruột. Có dịp qua Nhật, thấy người ta làm việc chối chết. Vợ ở nhà mà thấy chồng về sớm trước 11 giờ đêm, tức là ông chồng kém cỏi, phải làm thêm giờ sau 11 giờ tối mới tốt. Thỉnh thoảng ngay ở Nhật, ở Hàn, có một diễn viên xinh đẹp, ca sĩ nổi tiếng, rất giàu có, bỗng nhiên tử vẫn chết, chẳng biết vì sao. Bây giờ không còn là cái thời sáng vác ô đi, tối vác về nữa, mà quay cuồng mà chóng mặt. Là thời đại của hậu hiện đại, siêu hiện đại rồi. Đó là thời của chuyển động không ngừng, của xáo trộn, của nháo nhào. Giữa chế giễu và trân trọng, giữa ngây thơ và uyên bác, giữa lạc quan và hoài nghi, giữa mẫu mực và phá cách, có thể gọi là thời của đảo điên mộng tưởng, đưa đến những căn bệnh thời đại như lo âu, sợ hãi, trầm cảm. Cho nên ta không lạ gì khi càng ngày càng có nhiều rời phố thị tìm về những vùng hoang vắng, sống nơi không wifi, không điện, không máy tính. Cũng không lạ gì khi du khách nước ngoài đến Hội An chỉ thích cưỡi trâu, đội nón lá, vác cày ra ruộng và phe phẩy quạt mo, nắm xôi, bồng cười. Gần đây những trào lưu kiểu nghiện, say mê công việc, điên vì công việc, đây là một dạng tâm thần càng ngày càng nhiều. Những người mắc chứng này dễ dẫn đến tự tử. Họ có rất nhiều tiền nhưng sẵn sàng tìm cái chết để giải thoát. Từ karoshi ở Nhật, nghĩa là chết khi đang làm việc, đã trở nên phổ biến. Hàng năm có cả chục ngàn ca như vậy. Tôi vẫn thường nhận được những câu hỏi nhiều tư vấn, nói rằng chỗ làm lương thì cao mà căng thẳng quá, chắc là phải đi tìm chỗ khác, không thể sống như vậy được nữa, vì không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, không có thời gian cho bản thân, bạn bè, gia đình, áp lực công việc, áp lực deadline, đối tác. Có người nói thấy đầu óc như đang ở trên mây, không nhớ điều gì cả, trí óc quên đủ thứ, và cuộc sống của họ bây giờ nó lôi thôi lắm, như Amazon, dù tuổi ấy còn rất trẻ. Lâu nay, ta cứ nghĩ mình không có bệnh là mạnh khỏe, nhưng điều đó sai. Sức khỏe là tình trạng hoàn toàn sảng khoái về cả ba mặt thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không chỉ là không có bệnh hết thật. Nhiều khi ta trông thấy một người có thể chất rất chuẩn, đẹp trai, cao ráo, nhưng anh ta có thể đang mắc bệnh tâm thần. Sức khỏe về mặt xã hội càng quan trọng. Kẻ xe ngập nước sao khỏe được? Các mối quan hệ xã hội, môi trường sống không an toàn, không an ninh sao khỏe được? Khi nghĩ rằng sức khỏe là chuyện của y tế là sai. Y tế chỉ có nghĩa là cứu tế về y khoa, giúp đỡ những lúc ta ốm đau, bệnh hoạn. Còn sức khỏe là chuyện khác. Sức khỏe là chuyện của mình. Có người nói rất đúng, bác sĩ tốt nhất là chính mình. Một công ty quan tâm đến sức khỏe nhân viên không chỉ là mở một phòng y tế, chờ khi nhân viên đau ốm thì vào cấp cứu thuốc men. Trường học cũng vậy,
Nhiều trường học hãnh diện có một phòng y tế trang bị thuốc men đầy đủ, có bác sĩ cho học sinh mỗi khi đau ốm hay tai nạn, nhưng rất thiếu sót. Bởi sức khỏe của học sinh chủ yếu là tâm sinh lý tuổi mới lớn, tuổi dậy thì, nên vấn đề của y tế học đường là tham vấn sức khỏe, giải quyết xung đột. Ngày nay, nhiều trường đã tổ chức các lớp thiền, yoga cho học sinh. Anh Quốc còn có chương trình đưa thiền chánh niệm vào trường học, có hiệu quả rất tốt. Phương pháp đơn giản để cân bằng cuộc sống là vẽ một biểu đồ phân tích tình trạng sinh hoạt của mình để thấy chỗ nào đang bị lệch lạc như về công việc, tài chính, học tập, giải trí, gia đình, bạn bè. Theo dõi biểu đồ đó từng thời gian có thể thấy mình đang bị lệch về hướng nào, cần điều chỉnh ra sao. Có một vài phương pháp cụ thể hơn để giải stress, ví dụ như yoga, thiền quán, thở bụng. Phương pháp thở bụng đơn giản mà hiệu quả. Các bác sĩ nổi tiếng hiện nay đang phát triển phương pháp này để chữa bệnh. Họ nghiên cứu trên hai nhóm bệnh nhân tim mạch, một nhóm uống thuốc bình thường, nhóm còn lại kết hợp thêm thở bụng, thì thấy rõ ràng nhóm có thở bụng đạt kết quả tốt hơn. Gần đây, Tây Phương nghiên cứu nhiều về thiền, ứng dụng thiền vào cuộc sống. Họ mời các nhà sư Tây Tạng tham gia, dùng nhiều kỹ thuật đo đạc hoạt động của não bộ để xem xét coi có sự chuyển biến trong não bộ thế nào trong lúc hành thiền, và đã phát hiện ra rất nhiều điều lý thú rồi ứng dụng để chữa nhiều bệnh, trong đó có bệnh tâm thần, mất ngủ, nghiện tim mạch. Các phương pháp tâm lý trị liệu chủ yếu cũng dựa trên thiền chánh niệm để giải quyết vấn đề stress, trầm cảm thường gặp trong đời sống hiện đại. Chúng ta được biết khi stress kéo dài thì tuyến pituitary ở não sẽ không tiết hormone tăng trưởng, nên những đứa trẻ bị căng thẳng quá trong học tập sẽ không lớn nổi. Stress làm tuyến sinh dục không phát triển được, không tiết DHA bình thường. Đó là lý do tại sao đời sống tình dục càng ngày có vẻ yếu đi, đến nỗi người ta phải dùng thuốc để trợ lực. Một dấu hiệu quan trọng của stress nữa là giảm sút trí nhớ, luôn do dự, khó tập trung, suy nghĩ không logic, phán đoán sai, chỉ thấy mặt tiêu cực, mất định hướng, hoang mang, sợ hãi hoặc buồn rầu, cô đơn, tâm tính bất thường. Những dấu hiệu của stress có thể chất như nhức đầu, đau lưng, đau cột sống cổ, đi bác sĩ đau đầu trước đó hoặc can thiệp bằng mổ xẻ cũng không dứt hẳn, vì gốc bệnh là do stress hoặc do tư thế ngồi làm việc, phải điều chỉnh. Cần có một chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Nghỉ và ngơi là hai từ khác nhau. Ngơi là ngưng, ngưng hẳn. Nhiều khi nghỉ mà không ngơi, cho nên cần có nghỉ và ngơi thực sự. Chương trình đưa thiền chánh niệm vào trường học nói trên có đề ra một công thức khá hay mà tôi gọi là lá bùa, có thể dán bất cứ nơi đâu để nhắc nhở mình. Đó là ngưng, thôi, dừng lại và thở trong chánh niệm hiện diện ở đây và bây giờ. Thực hiện được đã là rất tốt. Nên tìm kiếm niềm vui trong những việc sáng tạo, học múa, học nhảy, ca hát, vẽ vời. Cũng nên có một vài nghề tay trái. Nghề tay trái nhiều khi mang đến nhiều hạnh phúc cho ta hơn là nghề tay mặt. Dù ai cũng biết, nhất nghề tinh nhất thân vinh. Giao tiếp rất quan trọng trong đời sống. Giao tiếp giữa người với người mà thành công sẽ tạo một môi trường lành mạnh cho sự phát triển, cảm xúc và trí tuệ. Có ba nguyên tắc chính: tôn trọng, chân thành và thấu cảm. Trong Bồ Tát Thập Hạnh, hạnh thứ 6 là thiện hiện. Đây chính là sự thấu cảm. Hạnh thứ 8 là tôn trọng và hạnh thứ 10 là chân thực. Nếu thực hành được ba hạnh này thì giao tiếp chắc chắn sẽ thành công. Để có được cuộc sống an lạc tự tại thì ta phải từ bi với mình. Đừng đòi hỏi cao vời quá, dễ bị hút vào, bị cuốn đi. Nhưng như vậy không có nghĩa là không phấn đấu để trở thành người hoàn thiện hơn. Trong thời đại người ta nói nhiều đến siêu hiện đại như hiện nay, càng thấy rõ lời Phật dạy từ 2600 năm trước: vô thường, khổ, vô ngã. Phải vượt qua ái dục, chấp trước, phải ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, viễn ly điên đảo, mộng tưởng. Nghĩa là tâm không bám chấp vào bất cứ điều gì, việc gì. Tâm không vọng tưởng đến những điều xa xôi viển vông thì mới có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Tác giả:
bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Chương trình Radio Cà Phê Sáng xin được kết thúc tại đây. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.